con tên là Nguyễn Đăng Khoa. Hiện tại con đang học lớp 6A4 tại trường trung học cơ sở Trần Văn Ơn ạ. Con đang sống với mẹ. Ba con đã mất vì đại dịch Covid-19 vào ngày 26 tháng 8 năm 2021. Tôi tên là Nguyễn Thị Lệ Hiền, năm nay 49 tuổi và hiện tại đang sống tại 1368-14 Lê Văn Lương, ấp 2 Phước Kiển, Nhà Bè. Chồng tôi tên là Nguyễn Tiến Dũng, trước đây làm ở nhà hàng Sushi 88. Hai mẹ con nhiễm bệnh trước, tôi là người nhiễm bệnh đầu tiên. Lúc mà anh đi cách ly á, thì anh rất là tự tin, lúc nào cũng nghĩ rằng là mình khỏe mạnh rồi mình quay trở về với gia đình. Nhưng mà đến lúc càng ngày thì bệnh tình càng nặng hơn và anh phải chuyển đi nhập viện. Thực sự tôi cũng không biết nói sao mà... cái dịch Covid nó bất ngờ quá, mà anh ra đi cũng bất ngờ nữa, nên là hai mẹ con bây giờ cứ mỗi lần nhắc đến chồng tôi thì tôi cũng không biết nói như thế nào. Ba nói là ba đi cách ly vài ngày thôi, ba sẽ về. Mà ba nói ông trẻ mà ba đi luôn rồi. Có một điều ước là con chỉ muốn ba sống lại với con và đồng hành cùng con tới cuối chặng đường. Từ khi anh mất đi thì hai mẹ con tôi vất vả hơn. Trước đây tôi là giáo viên mầm non, nhưng mà khi anh mất đi thì con đã còn nhỏ nên tôi phải nghỉ công việc giảng dạy để chuyển sang làm một công việc khác để tiền đưa đón cho con đi học. Phụ huynh cũ của tôi là chủ cơ sở sản xuất yến và giới thiệu cho tôi làm nhặt lông yến, thì một ngày tôi nhặt khoảng chừng được 50 gram. Từ lúc ba con mất, gia đình con rất khó khăn. Bây giờ mẹ con làm nhặt lông yến để có thời gian đưa rước con. Con thấy mẹ rất là vất vả. Cuối tuần con thường làm bánh bột lọc giúp mẹ. Con lau lá xong rồi mẹ làm xong bánh rồi con gói, con cuốn lại. Đỡ đần mẹ trong công việc là con cảm thấy rất là vui. Sau khi chồng tôi mất, cái đĩa con cá và cái menu chỗ nhà hàng sushi là những cái kỹ vật mà hàng ngày anh tiếp xúc và anh làm việc thì tôi vẫn giữ đến bây giờ. Mỗi lần con nhìn cái kỹ vật của ba để lại là con cảm thấy rất là nhớ ba. Còn những cái kỹ vật đó thì tôi cũng có nói với chồng là tôi sẽ giữ để hai mẹ con giữ, để mỗi lần tức để nhìn thấy thì luôn nhớ đến ba và đến cái công việc của ba trước đây đã làm. Chồng tôi trước đây vất vả lắm, nhưng mà luôn cố gắng để lo cho vợ con. Bé Khoa người cũng sống rất là tình cảm. Ví dụ như bây giờ tôi không còn đi giày nữa, nhưng mà những cái dịp lễ bé Khoa thường viết thư nhắn tin cho tôi hoặc vẽ cho tôi những bức tranh, ý như là động viên mẹ. Dạ mẹ ơi, mẹ cứ yên tâm nha, con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để không phụ lòng mẹ đã dạy dỗ con nên người. Mẹ muốn nhắn gửi với con trai của mẹ, dù có khó khăn như thế nào, mẹ cũng sẽ cố gắng để lo lắng cho con và dạy dỗ con nên người. Mẹ chỉ mong con cố gắng học giỏi để con không phụ lòng của ba. Cố gắng lên nha con trai, mẹ thương con trai nhiều lắm.